Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình là Coi Server 7. Hello Server 7 nhá. Cái tên đúng như cái tên luôn, chất lư. Hôm nay thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ vòng 2 đại võ thuật nhá. Bây giờ thì mình đang 46 triệu 9 sức mạnh rồi với 39 à không từ từ. Mang quần sắt vào là 50k HP với lại 1k9 sức đánh, có 2 món 2 sao nhưng mà chưa ép gì cả nhá. Một cái găng da phi cơ và một cái quần sắt trôn. Nói chung là chắc chắn là anh em đang thắc mắc là tại vì sao là cái AK của mình 80 triệu sức mạnh rồi mà sao ở đây chỉ 46 triệu 9. Đây là đối thủ đầu tiên của mình và 27k HP, vẫn có cơ hội cho mình. Anh ta đang mang trên người một chiếc đờ ra và mình mang trên người một cải trang thượng đế được tặng 99 bông hoa ra. Không biết ai sẽ là người chiến thắng anh em ạ. Khá là run luôn, phải nói rằng làm nhiệm vụ vòng 2 đại võ thuật thì rất là run luôn, không còn gì để tưởng tượng cái nỗi run của mình. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Phía trước chúng ta là SSSK và mình đang xài động 8 nha anh em. Một Masenko của mình là Masenko cấp 1 và hai bắn. Tiếp tục hai đối thủ đã xông lại với nhau. Nhưng mà Hello Server 7 đã là người giành chiến thắng. Rất may mắn và cuối cùng thì mình đã thắng được vòng 1 rồi anh em ơi. Cộng thêm 100 sức đánh nào. Nói chung là bây giờ thì mình đã xài động 8 rồi, nó rất là phê luôn. Anh em trong PT cướp cứ 1 giờ là được 10 viên đậu 8, rất là đã luôn. Skill của mình thì nói chung là nó khá là ổn định. À, chỉ có skill đầu là 7 thôi. Đấy. Đấy anh em thấy tuyệt vời chưa? Vì một số anh em đang thắc mắc là tại vì sao mà sức mạnh của Hello Xe 7 là đã đạt tới là hơn 80 triệu rồi trong clip sáng nay. Nhưng mà tại vì sao clip chiều nay lại chỉ mới là 46 triệu sức mạnh? Là lý do là tại vì hồi tối hôm qua mình đang đi tặng hoa thì mình tranh thủ chạy qua làm nhiệm vụ đại hội võ thuật luôn. Thì may mắn thay là may mắn thay là mình đã win đại hội võ thuật. Nói chung là vậy, rất là tuyệt vời. Đấy thì nói chung là mình chả có gì cả, không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Rất là ngầu luôn. Hôm nay thì quyết định là đi làm nhiệm vụ vòng 2 đại hội võ thuật. Nói chung là ở xe 7 nó còn khá là cùi. Hy vọng là anh em sẽ nhường mình cho mình win phát cho nó. Nói chung là run quá không nói nên lời anh em ạ. Hy vọng là nó sẽ win vòng 2 để hoàn thành nhiệm vụ và đưa về vinh quang cho đất tộc Namek. Đấy anh em thấy chưa? Vậy hiện tại thì đã có danh sách top 100 trên diễn đàn. Anh em nào mà có nhu cầu lên thì cứ lên xem nhá. Top 100 thì như top 2 là cũng có một thằng bên xe của mình, đó là Goodboy7S. Và trận thứ hai của mình sẽ gặp ai đây? Lại là một thanh niên đờ ra đây anh em ơi. Không biết trận đấu lần giờ có làm mình khó khăn không. 13k5 HP, có vẻ như là khá là ngon. Tha em làm nhiệm vụ đi anh ơi. Tha em làm nhiệm vụ nào, cả hai đều làm nhiệm vụ mà. Anh ơi tha em làm nhiệm vụ đi. Rồi mình xin lỗi anh bạn nhá. Mình 50k HP, bạn chỉ có 13k thôi. Sau đây là skill Masenko đại pháp cấp 1. Chiu chiu. Ui dồi ôi ghê quá anh em. Xem mình bắn Masenko, mày bay lại đấm mày luôn giờ. Bay lại đấm mày luôn, mày chơi mày luôn, khô máu mày luôn. Và cuối cùng thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rất tuyệt vời. Quá đã luôn anh em ạ. Sau một hồi run cầm cập thì bây giờ mình đã hết sạch sẽ run rồi. Bây giờ thì phải chơi hết mình thôi. Chơi tẹt ga thôi anh ạ. Úi dồi ôi, anh em sao đông thế nhỉ? Sau này người đi đông dư ta. Đấy, tranh thủ đang tặng hoa. Đấy, đang tặng hoa thì tranh thủ chạy qua làm clip đại hội võ thuật. Nói chung là lúc mà các bác xem clip này thì nói chung là sự kiện tặng hoa thì nó đã hết rồi. Nên là các bác thông cảm cho em một tí. Nó có chút gọi là sai lệch đấy. Để mình nhấp vào đại hội võ thuật thử coi, đi kiếm con mèo để tặng hoa. Nhưng mà không có thấy được. Đấy, thì em đang cố gắng để tăng sức mạnh mình lên. Đấy, một cấp vượt bậc luôn. Nói chung là bây giờ mấy thanh niên trả thế giới nó đông dư nhỉ. Qua được cái quần thần. Nhưng mà bây giờ anh em nghĩ đi, cái quần thần 62 triệu, bán được 62 triệu giờ chia cho cả BT thì thằng được có vài triệu vàng thôi. Các bác cứ bảo em giàu nhưng mà thực sự là giàu một giây thôi, còn lại là sạch, thấy không? Bây giờ chỉ còn 4 triệu 9 vàng, đúng không? Các bác thấy em nghèo mạc chưa? Mạc xác luôn. Nói chung là bây giờ xong nhiệm vụ vòng 2 đại võ thuật rồi, chúng ta chuẩn bị hết mình cùng với vòng 3 nào. Không biết vòng 3 chúng ta sẽ gặp ai đây. Và ở xe 7 nói chung là những đối thủ khá là mới mẻ. Hy vọng là sẽ có những trận đấu cực kỳ hấp dẫn của chúng ta. Đấy, mình là một siêu Namek và sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy là siêu Namek mạnh cỡ nào. Đấy, mình là đang là siêu nhân cấp 2, mang cải trang thượng đế rất là ngầu luôn, bật cờ đen luôn. Đấy, không ngán luôn anh em. Đấy, có ngon thì cứ vào đây chơi hết nhá. Bật hết cờ đen lên, anh mới cân tất. Đấy, còi chó điên cân tất cả này. Đấy, và vòng 3 của chúng ta đã diễn ra giữa hai
một thanh niên xây ra mà cái đang thân mèo và anh ta là 50k HP, mình cũng 50k HP anh em ạ. Như vậy là chỉ số HP chúng ta có thể thấy là ngang nhau. Oh my god, thanh niên biến khỉ lên và lần giờ là 70k HP, vỡ mồm em rồi anh ơi. Rồi ôi, vãi linh hồn chưa, nó biến khỉ lên là 70k HP, chưa kể những cú đánh crit của anh ta. Và lần giờ là trận chiến giữa Hello Xe 7 cùng với lại một thanh niên. Và bây giờ là hồi đầu 80 rồi, thanh niên xây ra anh ta đã bắt đầu mất hơn nửa cây máu rồi. Và bây giờ là xông lên live, trận đấu rất căng thẳng luôn. Và oh my god, Hello Xe 7 đã là người giành chiến thắng rồi anh em ơi, rất tuyệt vời. Chỉ trong chỉ đâu khoảng là đâu trong khoảng 0,5 giây nữa thôi, mình đã phải là nhận người thua cuộc rồi. Cực kỳ là may mắn. Trời ơi, vãi thật đi, thật là hấp dẫn luôn anh em ạ. Chấp nó khỉ luôn, anh em thấy chưa? Đấy, uy lực của đầu 8 đó. Đấy, may nhờ có đầu 8 mà mình đã win trận này. Trời ơi, nó hấp dẫn thì thôi, bá đạo thật anh em ạ. Cực kỳ là bá đạo luôn, chưa bao giờ thấy trận đấu nó hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên qua Xe 7 có trận đấu PK hấp dẫn như thế này. Mình chỉ còn một chút máu nữa thôi. Chỉ đâu là 0,5 giây nữa là mình đã lên bảng rồi. Ấy rồi ôi, thanh niên cũng 50k HP nhưng mà nó biến khỉ lên rất chi là mạnh luôn. Skill của mình thì chưa có skill chim nữa, nên là nói chung là pha đó là hên lắm mới win được. Đấy, đứa thanh niên nào đây? Xuân Quang à? Xuân Quang, chào huynh đệ tốt, tưởng Xuân Quân là mẹ gọi tên mình. Vãi linh hồn thật. Nói chung là ở Xe 7 thì khá nhiều thanh niên đầu tư, đặc biệt là những người qua mua bán. Đầu tư đông quá anh em ạ. Rất là đông luôn. Quá kinh, quá mạnh mẽ, mình chơi không lại đâu. Đấy, mình chỉ là người mẹ gọi là cày cuốc đi sau sau thôi, la lên phía sau sau thôi. Ganh top 1 1000 ngọc. Đấy, đạt được top 1 1000 ngọc. Mà đâu đầu tư cả mười mấy ca ngọc thì bố cũng chịu luôn các cháu ạ. Đấy, bây giờ thì tiếp tục nha. Hiện tại thì bây giờ hình như có những thanh niên đã bắt đầu mát sức mạnh rồi. Xem bài khiếp lắm. Và đây là trận đấu thứ tư của chúng ta với lại Đông 7S. Wow, thanh niên, một thanh niên Nam Mách ơi, chào em nhá, hello. Ai đồ ngốc nha, gặp luôn kìa, chắc là nó quen mình rồi. Thằng này là nó biết mình anh em ạ. Nhưng mà, ui dồi, chim một à. Ê, anh win nhá, 13k HP thì chắc là chỉ một hit thôi. Thanh niên mang xeo 3. Đây là cú Masenko đại pháp của Hello Xe 7. Úi dồi ôi, thấm lắm nhá, đừng có tưởng à. Masenko cấp 1 của em mà tưởng mà, ui dồi, thanh niên đánh thấm phết anh em nhỉ. Thế mà cũng sắp chết mình cơ đấy. Đánh phát 800 mà cũng sắp chết mình cơ. Kinh thật, nói chung là Xe 7 chưa có item. Có item là chắc là sắp mặt với nó rồi. Đấy, Xe 7 chưa có item, chưa thấy thằng nào bán item cả. Chắc là item giờ mắc lắm đây. Đấy, hiện tại thì bây giờ mình đã được vào vòng trong rồi anh em. Quá là mừng luôn. Chắc bây giờ còn khoảng tầm 4 vòng nữa là sẽ vô địch được cái giải này. Không biết ai sẽ là người được vinh danh ngày hôm nay đây. Hy vọng là mình. Chắc là mơ tưởng quá xa, rất nhiều thanh niên VIP kìa. Có thằng xây ra VIP về, mấy thằng ma bơ đứng đây. Thôi, mình tranh thủ tặng hoa nhá. Đấy, rất là phê luôn. Đấy, rất là phê luôn, chả tặng hoa, tặng hoa. Đấy, rất là đã, tặng hoa. Đã chưa anh em kìa, rất là phê. Cảm giác thật là phê, tăng sức mạnh ầm luôn. Đấy, tăng sức mạnh ầm luôn. Đấy, kỹ năng rồi, được triệu mốt, trả thấm. Hình như là bên Xe 7 này, người chơi bên Xe 2 qua khá là nhiều anh em. Trời ơi, thấy mới qua mà thấy chat thế giới chửi nhau ầm, mình cũng nghe mà ngạc nhiên luôn. Đấy, cạn lời luôn anh em. Đấy, tặng hoa tiếp. Đấy, tăng sức đánh, tăng HP. Thôi, mình nghĩ lại, chưa nên tăng gì cả, tặng hoa tiếp. Đấy, tặng hoa đi, tặng hoa đi, tặng hoa đi, tặng hoa đi. Đợi chỉ tặng hoa nào. Thôi, chúng ta chuẩn bị vào với lại trận đấu căng go hấp dẫn nhất trong năm nay. Trận đấu của những vị thánh thần ở Xe 7. Đấy, đại chiến với lại những cao thủ Xe 7. Sẽ có mặt là Hello Xe 7 anh em ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào với lại trận thứ 5. Trận thứ 5 của chúng ta không biết sẽ gặp ai đây. Hy vọng là gặp một thanh niên cùi cùi thôi. Để mình sẽ là người vô địch. Và trận thứ 5 của chúng ta đã bắt đầu diễn ra. Với vịt quay và anh ta đã bật cờ đen. Như vậy là chơi luôn rồi. Vừa mới vào chưa kịp đếm cơ và anh ta bắt đầu biến khỉ lên. Đánh rất đau, đánh rất thấm luôn. Vịt quay anh ta đánh rất thấm. Hello Xe 7 anh đã đang tụt HP nhưng mà không. Đã hồi đầu 8 lên đầy lại. Vịt quay anh ta còn 21k và 76k. Anh ta cũng là đầu 8. Không được rồi. Và lần giờ ai sẽ là người chiến thắng? Không được rồi, Hello Xe 7 lên bảng. Và vịt quay đã là người chiến thắng. Cực kỳ là đáng tiếc luôn anh em. Phải nói rằng, thôi bây giờ mình phải đi trả nhiệm vụ đây anh em. Ôi dồi ôi, quay thế này, vãi trưởng thật. Đấy, dù sao thì mình cũng xong nhiệm vụ đại hội võ thuật rồi. Quá là thơm thôi, đi nhận nhiệm vụ các bác ạ. À, đấy, Xe 7 đấy, đừng có tưởng bở ăn với em. Hơi bị mạnh đấy. Đấy, cuối cùng thì đã xong nhiệm vụ rồi. Tăng nốt sức đánh thì được một ít tiềm năng ông trưởng lão cho. Cảm ơn ông rất là nhiều luôn.
Đấy, đạt 15 triệu sức mạnh, đạt 15 triệu sức mạnh xong sẽ làm gì ta? Để mình đi đánh một con quái thử coi đạt 15 triệu sức mạnh xong sẽ làm gì nào. Đấy, ui dồi ôi sao lag thế nhỉ đấy. À, diệt trung úy trắng là được rồi. Thôi được rồi, chắc có lẽ là clip này mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Hẹn mọi người một clip tiêu diệt trung úy trắng chung với lại PT của mình nhá. Ok, mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho coi nhá. Ok, bye tất cả mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nhá. Ok, bye.